Sri Lanka đã đóng cửa các trường học ở thủ đô Colombo và các khu vực khác trong ngày 14 tháng 10 do mưa lớn gây ra lũ lụt ở nhiều nơi trên đảo quốc này, làm ngập nhà cửa, đồng ruộng và đường xá. Các kênh truyền hình địa phương chiếu cảnh các thị trấn bị ngập lụt ở vùng ngoại ô thủ đô Colombo. Ở một số khu vực, nước đã dâng lên đến mái nhà. Theo Trung tâm Quản lý Thảm họa Sri Lanka, 3 người đã chết đuối, trong khi khoảng 134.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. 240 ngôi nhà bị hư hại và gần 7.000 người phải đi sơ tán. Chính quyền đã cắt điện ở một số khu vực. Quân đội đã được triển khai để giải cứu nạn nhân và cung cấp thực phẩm cùng các nhu yếu phẩm khác. Sri Lanka đã phải vật lộn với điều kiện thời tiết khắc nghiệt kể từ tháng 5, chủ yếu là do những đợt mưa gió mùa lớn. Hồi tháng 6, 16 người đã thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở nước này.